Chào cô Út nha. Hôm bữa mọi người còn nhớ không? Khoảng gần 2 tuần trước, ở đây có một cái giường và chú Út chú nằm đây. Lúc đó là rất là đau đớn, tại vì không có tiền để mà đi cấp cứu. Thì mình có trích ra một khoản mình gửi cho cô Út để mà cô Út đưa cho chồng cô đi vô bệnh viện. Thì vô trong đó thì sau một hai hôm đó thì đưa về và hiện tại là chú Út cũng đã mất rồi. Mất ở nhà luôn đúng không cô Út? Thì con với lại mọi người khán giả trên kênh chia buồn cùng với lại gia đình nha cô. Dạ. Cảm ơn chú và cảm ơn khán giả. Con đâu có hay tin đâu. Cô Tám bán tạp hóa ở bên đường số mười mấy đó. À, Đường 20 nè. đường 20 gì đó thì cổ báo cho con. Cái ngày mà đi đưa chú Út đi vô trong cấp cứu thì tình hình sức khỏe như thế nào thưa cô À, đưa vô cấp cứu thì bên điện khoa thận qua, khoa thận kia đi qua lọc máu á, chạy thận thì tới 5 giờ là đưa qua chạy thận lọc máu cho tới 7 giờ, xong rồi đưa lên khoa tim mạch thì bác sĩ trên tim mạch nó kêu đem về đi, nó thôi đi còn nước còn tát, ổng chạy rồi ổng cũng khỏe đó, nói thôi để ổng ở đây đi coi, coi điều trị được không, còn nước còn tát bác sĩ nói là phải đem về thôi chứ không nhận nữa. Ổng bây giờ không có đủ sức để điều trị nữa đâu, thôi đem về đi. Còn ở đây thì bảo hiểm không nhận là đóng tiền nặng lắm á, nhưng mà cũng không có sống được, thành ra để đây là khổ, thôi mang về cho ổng có đi đi trong nhà hộ niệm cho ổng đi, thì thôi đó vậy đó, vậy thôi đi về. Mình vô trong bệnh viện là ở trong đó được mấy tiếng rồi mình đem về luôn. Thì đi bữa đó giờ đó đó rồi đi vô tới đêm đó qua ngày sau lại 10 giờ mấy mới về tới nhà, 10 giờ mấy bữa chủ nhật đi bữa thứ bảy á, trưa thứ bảy thì trưa chủ nhật mới về tới nhà. Rồi mấy ngày sau là chú mất hay là mất liền ngày hôm đó con? Không mất tới ngày thứ là ngày chủ nhật về tới thứ sáu không mới mất đâu. Là 5 6 ngày nữa chú mới mất. Cũng đau đớn quá ha. Về đây ông đuối lắm luôn mà thấy tội lắm, ngồi không nổi, chạy thà chạy thận lọc máu rồi cái ông yếu hơn nữa ha, đỡ không nổi rồi cái nhờ người này kia đăng lên cái con ổng nó thấy, không phải con ổng nó thấy mà thằng bạn của con ổng thấy, rồi cái mấy kêu nó chạy về đây nó giúp giùm nó, nào nay nó đỡ ba nó, cái thằng lớn á ở quận 9 á nó về đây nó dụ phụ nó tiếp ba nó tới ngày mất luôn. Em ruột ổng lại đây á, hai chị em hộ niệm cho tới hơi thở cuối cùng, ổng tắt hơi luôn, hộ niệm tới tối luôn, hộ niệm ngày đêm luôn á. Hai người là chấp vá là ở với nhau là cũng thời gian lâu nhưng mà Năm lấy ổng là từ năm 38 tuổi, năm nay là 54 tuổi á. Cô chú là hiện tại là được đưa về quê hay là mình đi thiêu vậy cô? đi thiêu chú ra tiền đầu về quê, cái báo phường cái bữa ông mất á, cái báo phường mới cho là bên bên cái đội mai táng vô đây coi á, rồi mới báo là cái chú đó, chú báo với chú bên đội mai táng thì chú báo là đóng tiền thiêu 5 triệu với lại tiền thầy tụng với tiền gì nữa đó là 3 triệu, đó là 8 triệu, mà phường hỗ trợ cho được 7 triệu Là mình làm đám tang ở chỗ nhà trọ này luôn ở hả cô? đây luôn, để đây rồi hộ niệm, để ông nằm trên giường á, rồi ra đây rồi xúm nhau hộ niệm, hộ niệm xong hộ niệm cho tới người ta đem quan tài ở để vô, đem vô đây luôn, rồi niệm xong rồi thầy tụng chút rồi đi đi đem vô lò thiêu, rồi thì rồi cái để gửi ba hình với gửi đi hương ở mấy chổng á, tới người ta hứa 9 giờ mới vô hút cốt, rồi trong lúc ổng ổng gần chết ổng có chối là hốt cốt ổng rồi đem ra nhà em ổng á cho ổng ngồi gần mẹ ổng, rồi thấy vậy thôi con ổng nó đòi đem về thờ, cháu con cháu thì phản ứng kêu đem về thờ mà không có cho, bây giờ ổng chối đi ra nhà em ổng ngồi với mẹ thì để cho ngồi với mẹ. Trước khi mà chú Út chú mất á thì những người thân hoặc là những người mà chú muốn gặp đó là cũng gặp đầy đủ hết rồi hả cô? Đầy đủ hết luôn, Vậy cũng tội nguyện rồi ha. 3 giờ khuya nó ở dưới năn nỉ, không năn nỉ với thằng Châu Đốc lên, năn nỉ lên, năn nỉ với lắm chịu tiền xe cho về, về hai vé xe là nói nó không có lấy, nói đó tiền tiền của ba con chứ không phải tiền của gì, tiền người ta cũng đứa ba con đó, thì tiền này thì con đi về xe là tiền của ba con, cái gì làm gì có tiền.
cái giường đây là cũng đem đi đốt luôn ha cô? Đi bán về chay. Bán về chay mà nhờ cái cô Tư á đốt nhang xin ổng. Nó giờ chị Hai không để giường ngủ được. Bây giờ chị Hai hỏi ông anh coi cho bán về chay không, đốt nhang xin. Chứ không dám bán của ổng. Tại vì người ta nói là qua 49 ngày mới được bán cái gì của ổng á. Rồi cái xin để ngoài người ta làm. Mấy đồ cá nhân của chú Út là còn giữ là gì làm để kỷ niệm không cô? Có 2-3 cái máy tượng trưng mình đem ra cho ổng hết rồi. Đem để bàn thờ hết luôn. Ý con nói là đồ cá nhân của chú Út á. Không, không còn nữa. Là còn chỉ là của cô với lại con của cô thôi. Quần áo cũng đem ra hết. Ủa sao có nay có nuôi 2 con thỏ ha? Hôm bữa con thỏ lụm nó bởi bữa không che màn lại đó. Ở đâu mà lụm được 2 con? Ở ngoài đường này nè, con thỏ ở trong á thì nó có bà lớn vậy thôi. Con gái đi làm về á, cái nó chạy ra nó xin rau thì nó mua rau lan gì luộc ăn, cái bẻ cho ông cộng ăn rồi chung vô bọc rau lan luôn. Cái nó đem vô nó nuôi. Vậy là nuôi lâu rồi đó hả? À. Còn con thỏ ngoài thì dắt con này đi đá giá 4 giờ khuya 2-3 con chó vượt dí nó. Cái nó leo lên nó ôm vậy nè. Cái tao đem nó vô. Đem rồi có thông báo lên, có la lên dài dài. Ai có mất thì lại nhà bắt chứ thả dài chó giật chết á. Mà không ai bắt hết trơn nuôi luôn. Thì nuôi cũng lâu rồi ha, mấy con này chắc con ít nhất á. Ừ. Từ hồi nhỏ. Rồi chiều quá phải đi kiếm xin rau hết đồ chỗ nào. Đúng rồi, nuôi thỏ cực lắm cô ơi. Nó ăn liên tục luôn mà. Giờ bạn rồi ăn chay, ổng mất rồi, phải ăn chay mẹ con, ăn chay 49 ngày cho. Ủa đây con không thấy cái hình hay là bàn thờ gì của chú hả? Không. Sao vậy cô? Không cho thờ đây, là cháu nội nó nói bà nội máu em cô khóc suốt ngày thôi, cô đặt hình ra cô coi bàn thờ trong điện thoại á thì cô khóc mà nói vậy rửa hình để nó nói rửa thì bà nội khóc tối ngày luôn mà hết đi. Bây giờ là ai thờ rồi hình thì để đâu? Ở ngoài cô Tư á có bàn thờ đào đàng hoàng lắm. Rồi đã hồi từng rồi cái cô Tư đi mua bông bị xe tông lủng đầu gối. Rồi tới tuần đi ra chứ, tới tuần ra, thứ năm tới tuần á. Không thờ ở đây để chú nhiều khi là gọi cô là cô người thân của chú chứ. Không có thể luôn. Ngủ ban đêm an toàn lắm luôn, không thấy những cái gì lật vặt hết trơn luôn, ngủ ngon lắm. Ra cô Tư ở ngoài. Cô Tư là em gì cô? Em ruột ổng á. Ổng thứ hai á, cô Tư thứ tư á. Rồi cô Tư cúng cơm nè. Mỗi lần cúng phải chụp hình đưa. Cái hình là chú lúc khỏe là cũng gọn gàng ha. Cái hình này chụp hồi tháng 11 năm ngoái để chụp rồi bằng giấy căn cước á. Rồi đem đi rửa đó. Chứ hồi gặp là thôi á, thận của chú là có vấn đề á mọi người. Không có hoạt động được nhiều á. Nói chung là thân thể của chú là sưng phù. Cái tính là cái kêu nói với bác sĩ bây giờ hiến người ổng đặng cho ổng có cái phước một chút á. Rồi nói với bác sĩ thì bác sĩ nói ổng đâu còn gì để hiến nữa, chỉ còn cái bộ não thôi, mắt á thì mù hết, còn thận thì tan nát hết, gan phổi gì không còn gì hết, không có gì để hiến hết trơn á. Thôi để đem về cho ổng nguyên vẹn đi, mình tính giờ mình khổ mình hiến cho người ta đi rồi đăng người ta mà tán rồi cho ổng ta lo, mình đỡ tốn tiền. Ai về bác sĩ nói vậy thôi đem về cũng thấy tội. Ổng đâu có quên gì đâu chú, không quên gì hết luôn. Niệm Phật cũng hơi kê lỗ tai, anh ơi anh có niệm Phật không? Ừ. Vậy đó chứ không, mà cứ niệm chút xíu nửa tiếng nhắc anh ơi gắng niệm Phật nghe anh. Có niệm không anh? Ừ. Vậy thôi. Tới mắt cũng im đẹp lắm. Nghiến răng ẩn cái lưng lên 2-3 cái là nhắm mắt đi luôn à. Nhắm mắt đi luôn chứ không có cọ vậy gì, im lắm rồi nhắm mắt hít lại luôn rồi miệng ngậm lại luôn á. Hôm bữa cái những cái khoản tiền mà hậu sự cho chú đó à, thì bao nhiêu tiền vậy cô? Thì đóng tiền 8 triệu cho cái đội là 8. Tổng thể hết là 8 triệu. 8 triệu với lại cái chú và người ta chú Kiều treo ở cái đầu quan tài á, 1 triệu. Là 9 triệu. Rồi còn mình cũng giải quyết xong xuôi hết rồi ha. Giải quyết xong, người cho ít gom vô đủ giờ đó rồi chứ không có dư mà cũng không có thiếu. Có dư được nào ngày 2 triệu nha. Cái đưa ngoài cô Tư 1 triệu, gửi cô Tư 1 triệu, thằng cổ mua bông đồ cúng á. Rồi còn cho chị thằng kia mượn 1 triệu chỉ mới trả tính chuyển ra cho cô Tư nữa nè. Từ bữa giờ con đi chỗ này chỗ kia con không có về Sài Gòn á. Hôm nay thì con về lại. Với lại là cũng nghe cái thông tin của chú Út, chú mất. Thì qua đây để mà con thông báo cho mọi người.
khi mà đưa chú Út đi vô trong bệnh viện cấp cứu thì mình cũng mừng phần nào, vì có thể là vô trong bệnh viện thì chú có thể cái sức khỏe nó tốt hơn, hoặc là do đó mình lọc máu cho chú khi mà chú đang cần cho bệnh viện ha cô, cũng mừng. Nhưng mà mới có hôm hay hôm là nghe tin là ở bệnh viện người ta không có nhận về trường hợp của chú Út. Và con khi mà đưa thông tin lên về lúc mà đi đưa chú Út đi cấp cứu á, một số mạnh thường quân cũng có gửi khoản tiền nho nhỏ đến cho chú Út. Hôm nay con xin phép và con trao lại đến cho cô là vợ của chú Út, để cái khoản tiền này cô có thể là trong ít nhất là trong cái giai đoạn gần đây á, thì cô có thể là phụ với lại người nhà của chú Út cung cơm hoặc là trái cây nhang đèn nữa nha cô. Đây cô. Nó cũng nấu cơm là nó cũng 2 năm. Cô có đếm là dăm con coi là ở đây là bao nhiêu vậy cô? Con bỏ túi mà con chưa đếm. Bao nhiêu cô? 5 triệu 850 ngàn. 5 triệu 850 ngàn đúng không? À, giờ là đúng cái khoản tiền rồi. Đây con đọc luôn nha. Ở đây là anh Bùi Đình Nai ở Seattle, Mỹ gửi 1 triệu. Thứ hai là nhóm từ thiện bông cải xanh 1 triệu. Thứ ba là cô Lan Lê ở Mỹ 500 ngàn. Thứ tư là người gửi vào lúc 22 giờ 13 phút tối ngày 30 tháng 7 300 ngàn. Thứ năm là chị Trung Thu ở Nha Trang 500 ngàn. Thứ sáu là Đặng Bảo Hiệp ở Đức 1.250.000. Thứ bảy là Ngân Kỳ ở Trà Vinh 300 ngàn. Và cuối cùng là Lưu Kiến Hùng, Lưu Gia Nhi, Lưu Tiến Quân. Ba người này ở Canada gửi 1 triệu. Tổng cộng là khoản tiền là 5 triệu 850 ngàn gửi đến cho gia đình. Như nãy con cũng nói là phụ gia đình nhang đèn và trái cây cúng kiến gì cho chú nha cô. Dạ. Vậy cô cũng xin cảm ơn mấy cô chú mạnh thường quân ở trong nước và ngoài nước á, giúp đỡ cho cô, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn thiệt tình, cảm ơn. Con nghĩ là Cũng không còn tiền quay vần á, gom góp bắt đầu không có tiền. Tối hôm nay cô định về quê á, mượn tiền của thằng rể làm gì cô? tặng mua xe này, chắc cô bán đúng á. Bây giờ cái việc mà tuyền tiền á thì chuyển khoản hoặc gửi cần chi mà về quê rồi mượn tiền, rồi mình gọi điện thoại. Về quê cô hút thuốc nam uống luôn á, giờ đường lên quá cao, lên 200, với lại bụng nhà cô với đàn bà đó, rồi cô tính hút thuốc nam uống và bán 4 buổi, 1 buổi thì nhà khách thuốc nam uống đưa con đi làm, Thì cố định cô bán gì cô? bán bún riêu. À, trước đây là cô có bán chưa? Có rồi, cái em hỏi mà cũng không có tiền mới bán cái xe cho cái chị bán súp cua á. Bây giờ đang dò kiếm cái xe cũ mua lại, với lại giờ qua hết 49 ngày của ổng á mình mới bán được, tại giờ đặt ăn chay 49 ngày cho ổng á, thì qua hết 49 ngày ăn chay xong rồi ổng rồi mới bán được cho hoàn thành. Chú Út là trước kia làm công việc gì thưa con? Ổng tùm lum, ổng làm hồi đó ổng lên đây á thì với cô á thì ổng làm hồ, còn trước kia nữa thì ổng ở quê thì ổng đi xôi cá xôi mắm xôi tùm lum bán. Con nghĩ là chú Út nếu mà có điều kiện sớm hoặc là được sự giúp đỡ sớm á, thì chú không có mất đâu chú cô. Con nghĩ là như vậy. Tôi tức, cô khóc hổng gầy, đêm nào cũng khóc là tức. Ở dưới chùa báo lên là ổng bệnh thì ít, ổng bị cái gì biết không, bữa đó cúng mâm cơm ổng mới đi đó. Ở dưới chùa nói cúng mâm cơm đi đúng 3 tiếng đồng hồ ổng đi đúng có luôn, nấu mâm cơm để theo xuôi cái giường với ổng nè, 4 chén cơm, bốn ly nước, một bình bông với lại kho đậu hũ á, cúng giái qua nhà giái chủ giái là ổng ở đó, ổng soi rắn soi rùa, bây giờ nó hành ổng. Rồi dưới chùa kêu cúng đi đúng 3 tiếng ổng đi thiệt, đúng 3 tiếng ổng đi. Thì chú làm công việc đi giăng lưới, giăng cá, bắt cá rồi đi soi Soi chẻ rắn, con này con kia rồi đó soi hả? rắn, soi rùa.
Chứ lắm khi ông không thấy được. Bữa trong bệnh viện ha, cái ông đòi đỡ lên, ông mệt quá. Cái cô thấy cái điện thoại cô bên cái giường của người ta mà ông thấy, ông nói gì nè, ủa, thấy điện thoại bên người ta rồi mất làm sao? Về cái giường á, thì con cũng góp ý. Nếu mà cái giường á, thì đáng lẽ là cô tặng nó sẽ hay hơn. Theo con, cái này con góp ý thôi nha. Nhưng mà mỗi người, mỗi hoàn cảnh hay là cách suy nghĩ khác nhau. Mà con nghĩ cái giường thì thực sự là cái giá trị của cái giường mà chú Út nằm á, nó cũng không có nhiều. Giường sắt mà đúng không? À, thì mình tặng nó sẽ hay hơn. Kêu cái điện nhỏ dây chai lại lấy. Thì bác được chăm bón dục vàng ra ngoài, thấy cái chú đó chú khổ quá tròn trăm ngàn. Chú đi làm là ở đường mà chú không có tiền thôi, thấy vậy cho tặng cho chú trăm ngàn uống cà phê. Dạ. Từ bữa giờ cô hình như là cô tám tạp hóa, cô có qua không cô? Không. Có hồi nãy đi mua thuốc xa xe á. Làm tối đi xe thì tối nay cô về quê luôn hả? Ừ, 11 giờ người ta lại ta rước á. Rồi sáng ngày mai lên liền là không hút thuốc xong rồi lên liền không có ở. Thôi, con xin phép mà con về ha cô. Rồi để cô nghỉ ngơi. Tối nay cô về quê phải không? À, về quê cô ở đâu? Quê Đồng Tháp. Dạ, ở huyện nào ạ cô? Ở huyện Lai Dung. Cũng xe, gần. Đặt xe Hồng Cường đi về tới Hòa Long xuống. Để mở cái quạt cho cô mát nè. Quên, mình sợ ồn. Cái tháo cái này ra là thấy đang đang càng nhớ ổng thêm nữa. Hôm qua kêu gái mua cho mẹ dán cho mẹ đỡ buồn. Hai đứa bạn nó với nó đi mua về mà dán cho đỡ buồn chứ gặp cảnh này buồn lắm luôn. Thôi con xin phép là con về ha cô. Dạ. Một lần nữa thì con và mọi người chia buồn cùng với gia đình về việc mà chú Út chú mất ha. Dạ. Nói cho tôi cưng đó, đi mua bông lỡ người xe nó tâm lũng nè. Cái lỗ bự đây lắm bông hết trơn rồi, cảnh giờ đi nó nổi thấp nha. Phải lớn tuổi rồi, đi đứng cẩn thận chút xíu. Sẵn trước khi kết thúc cái video ở đây đó, mình cũng thông báo với mọi người về trường hợp của chị Lại. Chị Lại mà lúc mà mình với lại chị Bình đó, đi vô trong bệnh viện ung bú ở khu mà chăm sóc giảm nhẹ đó, rồi thì trường hợp của chị Lại là không có không, nói chung là bác sĩ trả về nhưng mà chị về tuốt ở ngoài Gia Lâm Hà Nội á, là không có điều kiện để mà đi xe về. Thì xe là mười mấy triệu, hay là mình với chị Bình có đi vô trong đó và có tìm hiểu cũng như là có gửi cái ít khoản tiền đến cho chị để mà chị có tiền đi về xe rồi tìm xe không đồng cho chị nữa. Đó, thì khi mà về tới nhà đó thì chị mất ở nhà, thì cái đó là cái điều mà chị mong muốn khi mà chị có thể là nhắm mắt xuôi tay ở quê của mình, nơi mà mình được sinh ra. Mình cũng thông báo cho mọi người về trường hợp của chị Lại là như vậy. Một số mạnh thường quân anh chị đó có liên hệ và cũng như là giúp đỡ đến cho chị Lại, thì mình cũng có nói là trường hợp của chị Lại đã về Hà Nội và cũng như là chị cũng đã mất rồi. Cái việc mà an táng cho chị rồi đó ở ngoài quê thì gia đình cũng đã sắp xếp xong. Thì cảm ơn là mọi người đã quan tâm tới chị Lại rất là nhiều, cũng như là quan tâm tới trường hợp của chú Út đây. Trường hợp của chú Út nếu mà mọi người chưa xem có thể xem lại ở trên kênh, hoặc là nếu mà tìm không được đó thì có thể liên hệ ở trên kênh, thì mình có sẽ gửi cái đường link qua để mà xem và biết thêm về cái tập đầu về cái bệnh tình của chú. Cảm ơn rất là nhiều đã theo dõi và cũng như là đồng hành cùng với lại trên kênh. Gu Phú xin phép được chào và hẹn gặp lại đến cho cô chú anh chị ở video sau. Thôi con tắt máy luôn nha cô.